Ôi, còn sang theo kiểu về Paris chứ không phải một cái bột Paris thì thực ra cũng đéo khác gì đâu. Cái này đéo nó biêu gì cả. Đi mẹ tại sao nó làm những cái bột khí ngầm xít này chứ. Tóm lại tôi vẫn phải nói cho nó có, nhưng thật sự thì do cái kiểu cái MK1 Paris, Paris với cả Paris Pride đều rất quá dễ kiếm trong game ấy. Thành ra là những cái thứ quá nhảm xít này làm mất thời gian vẫy cả lồn ấy. Thôi nhá, nói chung là Paris với cả MK1 Paris với mẹ xuống ra đi. Nếu mà ai đang chơi thì cố build cả bốn móc cơ bản, những cái móc cơ bản trong mấy cái video mình nói thôi, chẳng hạn như là móc đam, móc một sót, móc cửi che, móc cửi đam, mấy cơ bản để dùng qua qua để qua map rồi, hoặc là để qua cái vũ khí đấy vứt mẹ đi, build hẳn một là Paris Pride cho mình, hoặc build vũ khí khác cho mình nhá. Thế chưa, sang Paris Pride đây.